thích cái dòng nó mau mềm thể dục thể cha này. Còn cái nhưng mà nó cái dòng mentor thì nó không có đứng ngực ra phía trước nhiều. Nó cũng phải là lại nằm thì nó hơi giạt giạt ra, đó là tự nhiên. Còn thí dụ như mấy em trẻ trẻ thì thích cái ngực nó đứng ra. Nhưng nó đổi lại thì nó nằm xuống thì nó không có chảy như bên đây. Cái này thì nó hơi chảy nhiều ra hai bên. Còn này thì nó đứng được nữa, nó hơi đơ tí xíu. Còn cái chuyện mà sau này nó có sệ hay không là do cái mô ngực của mình. Mặc dù mình treo lên rồi nhưng thời gian nó vẫn sệ lại, chứ không, nó không có nằm yên một chỗ. Là những người đặt cái túi càng to thì cái cơ của nó sẽ càng giãn ra. Thì nó dễ sệ hơn. Cái ngực của mình, tức là em chỉ thấy cái kiểu cái ngực nó ở cái mức tự nhiên và nó kiểu nó ở cái vừa phải, miễn sao là nó tròn đẹp thôi, chứ không phải là cái kiểu như là hay là để sexy hay gì, không phải cái thế. Thì cái ngực á, mà cái sệ hay không là cái túi nó chỉ tạo cái dáng cho mình nó mềm mại thôi. Chứ không phải là cái túi nó quyết định cái ngực mình nó sệ. Cái ngực nó sệ là do giống như bạn giải thích hồi nãy. Do cái mô ngực của mình nó sệ. Cái túi đặt to quá thì nó sẽ giãn cái cơ thì nó sẽ mau sệ. Đó là những lý do đó. Còn thí dụ như mình thích mềm mại, dịu dàng thì là bên mentor. Còn thích đứng ngực thì là bên Motiva. Mà Motiva thì cái dòng Aeronomics, dòng cao cấp đó thì nó có bảo hành bao sơ 10 năm. Bên Xtra này cũng vậy, cũng bảo hành 10 năm. Còn những dòng không chip, cái loại chip thường thì nó không có bảo hành bao sơ. Bảo hành bao sơ là như nào đó? Như là bao sơ là cái cơ thể mình nó phản ứng với một cái vật lạ. Và chủ yếu, nhưng mà thực sự nó là do vi trùng nha. Ví dụ như mình làm nó bị tụ dịch hay là chảy máu hay là vân vân, thì nó chiếm một phần nhỏ để nó vi trùng nó xâm nhập vô đó thì nó dễ sống hơn, thì nó sẽ tạo ra một cái lớp. Thì bình thường cái túi của mình đó, nó cũng có một cái bao xung quanh, nhưng mà cái bao đó là cái bao sinh lý thì nó mỏng. Còn bây giờ nó là bệnh lý thì cái bao nó sẽ dày lên và nó co thắt, nó làm cái bầu ngực mình nó cứng và nó biến dạng đi. Ủa, thế trong trường hợp như thế thì làm như nào? Lúc đó thì mình phải phẫu thuật lại. Tức là phẫu thuật lại để đặt được túi lại hay là không đặt được? Phẫu thuật lại đúng nguyên tắc của nó là phải tháo ra, tháo hết luôn, cắt bao sơ hết luôn, để đó 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc nhiều hơn thì mới đặt lại. Nhưng mà đấy là kiểu ví dụ thế thôi, trường hợp như thế có nhiều không ý? Nó chiếm tỷ lệ nhỏ xíu thôi. Cho nên hãng nó mới bảo hành luôn. Những trường hợp bị như thế thì hãng nó sẽ đem túi mới qua cho mình. Mình không phải tốn phí cái tiền túi nữa. Tức là cái ví dụ như đặt những cái túi ngực như thế này thì em không biết, tại vì nhiều khi cứ kiểu tất nhiên em cũng có chút tìm hiểu khi em ở trên nhóm của bác sĩ thì có những người thì bảo là 10 năm phải tháo ra làm lại rồi người, nhưng mà hay là được vĩnh viễn hay thế nào, nếu mà không bao sơ thì chắc rồi, là vĩnh viễn. Nói luôn nghe là tất cả các túi là hãng nó bảo hành là vĩnh viễn, là không phải cần phải tháo ra, nhưng mình phải kiểm tra thường xuyên. Thí dụ như cái túi đó có một số người đặt trong cơ thể thời gian lâu quá thì cái canxi nó sẽ đóng xung quanh cái bao này, nó gây cứng, thì mình có thể mình tháo. Còn thí dụ mình siêu âm hay là lên mình không thấy gì hết trơn, hoặc là chụp CT lên không thấy gì thì mình cứ để thôi, chứ không phải là 10 năm là phải tháo túi này ra thay túi mới, thì đó không có nha. Tức là chỉ những trường hợp đặc biệt thì đúng rồi, trường hợp đặc biệt thôi.